Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, quý vị phụ huynh học sinh và các bạn tân sinh viên của khóa K22 thân mến. Em tên là Nguyễn Ngọc Việt Thi, là tân sinh viên của khóa học K22, ngành Marketing, khoa Kinh tế và Quản trị. Không biết là hôm nay tinh thần và gọi là cái cảm xúc của các bạn có vui không ạ? Có thật sự vui không ạ? Yeah! Thật sự là ngày hôm nay đối với mình là một ngày rất là đặc biệt luôn. Bởi vì thật sự mà nói là trước giờ mình cũng đã từng được đứng trên rất là nhiều sân khấu lớn nhỏ rồi. Nhưng mà sau 18 năm thì đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy hồi hộp và mình đứng trên đây mình run dữ vậy luôn á. Và cũng rất là may mắn và đặc biệt khi mình được thay mặt cho các bạn tân sinh viên của khóa K22 có thể đứng đây và phát biểu lên cảm nghĩ và cũng như là cảm xúc của mình trong buổi khai giảng long trọng này. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, như vậy là năm học mới lại bắt đầu rồi. Mới đây thì em cũng chỉ nghĩ mình là một cô cậu học sinh nhỏ bình thường, xong rồi bắt đầu đi học và chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Và có thể giống như là cái khoảng thời gian đó mà em thực sự mà nói là em thức trắng cả đêm để em có thể học bài và để cố gắng đạt được cái số điểm mà mình mong muốn, cũng như là vào được cái ngôi trường mà mình khát khao bấy lâu nay. Và em không ngờ là em đã làm được, và hiện tại em đang đứng trong chính ngôi trường mà mình khát khao và mơ ước, đó chính là trường Đại học Hoa Sen. Và Hoa Sen cũng chính là nơi mà em đã có thể đưa cả tương lai của mình, và Hoa Sen cũng chính là nơi mà em sẽ bắt đầu thực hiện, và thực hiện cũng chính như trong tương lai của bản thân mình. Trời ơi, em run quá, có khi em nói lộn xộn em cũng không có biết nữa. Cho nên là có gì mọi người bỏ qua cho em những cái lỗi sơ suất nhỏ nha. Và ở đây thì cũng như là đội ngũ giảng viên rất là giỏi, và sau đó là cơ sở vật chất mang tính quốc tế, tinh thần khai phóng và tinh thần doanh chủ, tôn trọng sự khác biệt của trường Đại học Hoa Sen. Tân sinh viên như chúng em càng có thêm nhiều động lực và càng tin tưởng vào chính mình hơn trong con đường tương lai. Ở đây thì như các bạn cũng đã thấy, các anh chị đi trước của mình rất là giỏi, và các anh chị mang đầy đủ các phẩm chất đạo đức và trong nghề nghiệp nữa. Và các anh chị đã cống hiến rất là nhiều cho xã hội và đất nước. Và được trở thành một phần để viết tiếp những trang sử đó cũng chính là ước mơ của em, và là ước mơ của các bạn tân sinh viên của khóa học K22 này. Sinh viên khóa K22 chúng em nguyện đem hết sức mình, không ngừng nỗ lực để đạt được thành tích tốt nhất, để các tân sinh viên Hoa Sen được nhắc đến như một điểm sáng, vinh quang trong lịch sử của nhà trường. Cùng với thế hệ đi trước, chúng em xin hứa sẽ thực hiện và phát huy đầy đủ truyền thống của Hoa Sen University, năng động, sáng tạo, làm chủ bản thân và hội nhập quốc tế. Các bạn mình cũng đã từng được nghe, đó chính là trường học là nơi mà các bạn có thể sai với xác suất rủi ro thấp nhất. Thì cũng giống như là mình tin rằng 4 năm đại học ở đây, các bạn không chỉ có deadline, các bạn không chỉ có những cái tiết học cùng với các thầy cô, không chỉ có những cái tinh thần và cái nỗ lực trong học tập, mà ở đó các bạn còn là nơi để các bạn có thể tự tin, được làm chính mình, được tỏa sáng và nhận được cơ hội nắm bắt tương lai trong tay. Và mình mong ngày hôm nay cũng chính là nơi mà các bạn có thể đặt hết niềm tin yêu của mình vào Hoa Sen University, cũng giống như chủ đề của ngày hôm nay: be yourself but be your best self. Và lời cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bậc phụ huynh, các quý vị thầy cô cũng đã cố gắng để có thể giúp cho chúng em được đứng ở đây ngày hôm nay, trở thành một thành viên của đại gia đình Hoa Sen. Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị và các bạn sức khỏe. Và chúc cho các bạn tân sinh viên của Hoa Sen University sẽ có thêm nghị lực, niềm tin vững vàng bước tiếp trong tương lai nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.